Có pháo phản lực phóng loạt quy mô hàng đầu khu vực của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo những thông tin được trang mạng Wikipedia công bố từ hiện nay, trong biên chế lục quân Việt Nam có khoảng 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-14, 400 hệ thống BM-21 và một lượng không xác định pháo phản lực xe kéo H-12. Dưới đây là các loạt pháo phản lực phóng loạt có trong biên chế binh chủng pháo binh Việt Nam. Pháo phản lực phóng loạt Tram 63 H-12 Tram 63 là loại pháo phản lực phóng loạt xe kéo cỡ nòng, 106,7mm được Trung Quốc thiết kế từ năm 1961 để thay thế pháo phản lực 6 năm TOM 50 năm cỡ 102mm thế hệ cũ. TOM-63 chính thức đưa vào trang bị từ năm 1963 và phục vụ trong quân đội Trung Quốc cho đến cuối những năm 1980 về kết cấu pháo phản lực phóng loạt Tram 63, cơ 12 ống phóng xếp thành 3 hàng, gắn trên một khung đơn trục với hai bánh xe. Các thông số cơ bản, trọng lượng 602 kg, dài 2,9 m, rộng 1,65 m, cao 0,99 m, tốc nâng hạ âm 30, cộng 570 cốc xoay, ngang 320, khẩu đội vận hành gồm 50. Đạn rút kết của pháo phản lực Tram 63 ban đầu là loại Tram 63-2, có trọng lượng 18,8 kg, dài 0,84 m, tầm bắn 8,05 km và mang theo đầu đạn nặng 1,3 kg. Vì sao Tram 63 có thêm hai loại đạn khác là Tram 75 và Tram 81 với một số cải tiến về tầm bắn và có độ chính xác. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, Tram 63 có tính linh hoạt rất cao, bề phóng có thể được kéo hoặc thậm chí gắn trên bất cứ phương tiện vận tải nào. Việt Nam nhận được từ Trung Quốc một lượng không xác định pháo phản lực phóng loạt Tram 63 vào giai đoạn giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại Việt Nam, Tram 63 được Việt khóa bằng tên gọi H-12. Pháo phản lực phóng loạt bm 1416 16 BM14 là tên gọi của một gia đình pháo phản lực phóng loạt Liên Xô. Hệ thống này được nghiên cứu phát triển từ năm 1947 và chính thức chấp nhận trang bị năm 1952. Phiên bản BM14-16, gần 16 ống phóng trân bố trí theo 8 hàng ngang. Đường kính trong của ống là 140,3mm, chiều dài 1.150mm với sự hỗ trợ của cơ chế dẫn bắn. Có các thành phần dẫn hướng có thể dẫn bắn theo góc nâng hạ phạm vi từ 0 đến 500, góc xoay ngang 1.400. 700 về bên trái hoặc phải tính từ trục dọc của xe. Hệ thống ống phóng này được lắp trên cung xe tải ZIL 151 6, -6. Thông số cơ bản của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM 1416, trọng lượng rộng 7 tấn, trọng lượng chiến đấu 8,2 tấn, dài 7,26m, trọng 2,3m, cao 2,65m, tốc độ tối đa trên đường tốt 65 km h tầm hoạt động 550-665 đến 665 km. Khẩu đội vận hành gồm 7 người, Tốc độ bắn loạt 16 đốc kết, 7 đến 10 giây, thời gian tái nạp 2 phút. Loạt đạn đốc kết chính của pháo phản lực phóng loạt BM-1416 là đạn nổ phá mảnh M-140F có trọng lượng 39,62 kg, dài 1,09 m, mang theo đầu đạn nặng 18,8 kg và có tầm bắn 2 đến 10 km. Ngoài ra còn có hai loại đạn khác là đạn khối M-14D và đạn hóa học M-14S. Theo một số thông tin, thì Việt Nam nhận được những hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-14-16 đầu tiên từ giữa những năm 1960 cho tới thời điểm hiện tại BM-14-16 vẫn còn phục vụ rất tích cực trong các đơn vị pháo binh Việt Nam. Pháo phản lực phóng loạt BM-21 brad. BM-21 là tên gọi một hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Liên Xô chế tạo. Hệ thống này bao gồm một xe tải UDON 375D hoặc UDON. 4320 được trang bị một dàn phóng đạn phản lực 40 nòng cỡ 122mm, BM21 còn có biệt danh Brad, nghĩa là mưa đá. Dàn phóng M21 với 40 ống phóc rocket. 40 ống phóng rút két cỡ 122mm được đặt thẳng hàng và chia làm 4 tầng ống, 4 x 10 ống. Hệ thống này có thể bắn hết 40 quả đạn trong vòng 20 giây với chế độ bắn theo loạt, vài viên hoặc bắn hết cơ số đạn. Cốc nâng hạ phạm vi từ 0 đến 550, cấp xoay ngang 1720, 1020 về bên trái hoặc 700 về bên phải tính từ trục dọc của xe. Pháo thủ có thể điều khiển bắn từ trong cabin xe tải hoặc ở một vị trí an toàn bên ngoài thông số cơ bản của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad: trọng lượng chiến đấu 13,71 tấn, dài 7.356m, rộng 2,4m, cao 3,09m, tốc độ tối đa trên đường tốt 75 km h tầm hoạt động 405 km, khẩu đội vận hành sao gồm. Khẩu đội vận hành gồm 6 người, tốc độ bắn 2 rocket trên 1 giây, thời gian tái nạp 10 phút. BM21 Rat có khả năng bắn nhiều loạt đạn, gồm nổ phân mảnh, đạn rải mình chống tăng, đạn rải nhiễu, đạn khói, đạn chống tăng, chứa các phần tử tác chiến tự tìm mục tiêu. Loạt đạn phổ biến nhất của BM21 là đạn rốc két M210F, 9M222U thuộc loại nổ phân mảnh, có các thông số cơ bản, trọng lượng 66,6 kg mang theo đầu đạn 18,4 kg, dài 2,87 m và có tầm bắn từ 1,6 đến 21 km. Hiện nay hệ thống BM21 đã được trang bị nhiều loại đạn mới cho phép nâng tầm bắn tối đa lên tới 40 km, đặc biệt loại đạn phản lực 9M217 với các phần tử tác chiến tự tìm mục tiêu đã chứng minh hiệu quả rất lớn trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. BM-21 Rat do là xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1965, tuy nhiên loại pháo phản lực này được đặt trên xe tải, động cơ mạnh. Trong khi đó, địa hình đồi núi hiểm trợ của Việt Nam lại không cho phép các đơn vị di chuyển một cách nhanh chóng và thuận tiện. Chính vì vậy, Việt Nam đã có sáng kiến tách rời các ống phóng để có thể dễ dàng mang phát. Loại pháo phản lực tách rời này được Việt Nam gọi là DKB. Sau đó, phía Liên Xô cũng đáp ứng nhu cầu của Việt Nam bằng cách viện trợ luôn các ống phóng đã được tháo rời có tên gọi 9B132 Brab B. Hiện nay, BM-21 Brad chính là loại pháo phản lực có số lượng lớn nhất và uy lực mạnh nhất của binh chủng pháo binh Việt Nam.